Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi, xin tiếp gì hơn xa. Vì tương lai quốc dân cùng sống và khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn. Sài Gòn Network Television 51.3, chúng tôi Phan Duy xin kính chào quý khán thính giả và kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự của chúng tôi về ngày đại hội khoáng đại thường niên của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn tại Houston để tường trình những kết quả, thành quả của năm qua cũng như là những chương trình của năm tới. Xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây. Hôm nay chúng ta đứng ở trong phòng hội của trụ sở cộng đồng và hôm nay là cái ngày đại hội thường niên hàng năm của cộng đồng. Thì trong cái đại hội này cái mục đích là gì và cái việc chính là gì, chị có thể cho khán thính giả biết được. Hồng Yến xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Sài Gòn Net. Ngày hôm nay là buổi đại hội khoáng đại thường niên mà mỗi năm thì chúng ta cũng làm để mà thứ nhất là báo cáo những gì đã làm vừa qua và những cái dự định sẽ làm cho năm sắp tới là năm 2019. Và sau đó thì chúng tôi có một cái dự định là sửa đổi nội quy của cộng đồng vì có những điều nó không có được phù hợp với bây giờ. Và nếu mà tất cả đồng ý thì chúng tôi sẽ tiến hành để mà sửa đổi nội quy. Cái nội quy mà chúng tôi muốn thay đổi đó là khi mà đại hội khoáng đại thường niên tổ chức thì yêu cầu là 200 người thì mới được tiếp tục làm đại hội khoáng đại vì nó không đúng nội quy. Thì cái điều đó nó cũng không có đúng. Thí dụ có 109 người thì lại không được thành công. Kế tiếp nữa là chúng tôi sẽ có một cái gọi là báo cáo tài chính và nhận những đóng góp cũng như những lời khuyên để mà cái cộng đồng được tốt đẹp hơn. Chúng tôi có một bây giờ nó có thể nói luôn thì thật sự là chúng tôi không muốn nói cho tới khi mà đại hội nhưng mà cũng sắp rồi, cận kề rồi. Thì ở City có một cái gọi là miếng đất, một cái park để mà chúng ta có thể plan cho cộng đồng để mà chúng ta có thể làm những cái trong đó nó cũng thể là một cái gọi là cái mà đặc trưng của Việt Nam, của Houston, hoặc là có thể dựng những cái tượng Đức Thánh Trần hoặc là dựng những vị vua. Nói đại khái là một miếng đất mà City sẽ cho cộng đồng Việt Nam và chúng ta sẽ toàn quyền trưng bày những cái di tích lịch sử hoặc là những cái tượng. Dạ, hoặc là cái trung tâm sinh hoạt, đó là cung văn hóa hoặc là bất cứ một cái gì đó mà quý vị cảm thấy là sẽ nghe lời góp ý của tất cả quý vị để mà làm cái nơi đó. Chúng tôi hy vọng là cái park đó, nó gọi là cái park đó sẽ là của cộng đồng và chúng ta sẽ làm một cái nơi tất cả mọi người khi tới thăm thành phố Houston phải tới đó để xem. Và có nhiều dự định lắm mà phải nói là đó là dự án thôi. Nhưng nếu mà quý vị góp ý hay hơn nữa thì chúng tôi sẽ làm theo ý của quý vị. Vậy thì nếu mà như vậy thì liệu chúng ta có rời cái văn phòng của trụ sở cộng đồng về cái park đó? Dạ, cái đó chúng tôi cũng có đã nghĩ tới. Nhưng cái đó cũng phải tùy thuộc vào quý vị đồng hương. Thì vì khi mà dời cái trụ sở cộng đồng này lên Mêu Le hoặc là bất cứ nơi nào. Còn nếu mà chúng ta thành công được cái park đó thì chúng ta có thể đem cái trụ sở này hoặc là tùy theo quý vị thôi. Ban đại diện cộng đồng có những cái dự án mà cái việc mà được chấp thuận hay không là do đồng bào. Dạ đúng rồi, luôn luôn chúng tôi nghe lời đóng góp của tất cả quý vị đồng hương để mà làm cái kim chỉ nam. Cảm ơn chị đã Hồng Yến rất nhiều và phải nói là chúc mừng cho chị, cá nhân chị cũng như là tất cả các quý anh chị ở trong hội đồng đại diện cộng đồng. Để tổ chức những cái việc vui chơi thì đây, kính thưa quý vị, đây là một cái chương trình mà tôi đang nói chuyện với anh Lê Minh Đức, là tại vì cái talk này, kính thưa quý vị, ở trong khu của anh Lê Minh Đức, cho nên là hôm nay chúng tôi được hân hạnh giới thiệu quý vị là chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với anh Lê Minh Đức và tất cả cộng đồng Á Châu để làm sao để thành phố có thể trao cái thóp này cho chúng ta và chúng ta sẽ đặt tiếng Mỹ đó, gọi là Việt Nam Memorial Park tại một buổi kéo. Còn chúng tôi có 4 giai đoạn để nói chuyện nhưng mà trước hết đó, tôi xin hỏi anh nghị viên Lê Minh Đức đó, là nếu mà cộng đồng chúng ta mà đưa lên yêu cầu thành phố sẽ nói chuyện thành phố thì anh có nghĩ là cái chương trình này tuy rằng rất khó khăn nhưng mà có thể làm được không, thưa anh? Cảm ơn anh chủ tịch Mặt trận anh, cảm ơn quý đồng hương.
Thật sự ra cái chuyện khó khăn hay là không khó khăn là do chúng ta thôi. Bởi vì mỗi một lá phiếu là một cái sức mạnh của cộng đồng. Nếu mà nhìn lại năm 2016, 2015, xin lỗi 2015, tháng 11 thì Xi Lê vận động đồng hương đi ra bỏ phiếu rất là đông. Thì trong cái năm đó chúng ta thấy trung bình trong khu District F là có khoảng chừng 3.000 lá phiếu của người Việt Nam, nhưng mà năm đó thì lại tăng lên được là 5.000 lá phiếu. Nếu mà nói cái sức mạnh của chúng ta, nếu mà nói cái số lá phiếu của người Mỹ gốc Việt tại thành phố Houston và trong cái quận Harris County thì tổng cộng là khoảng 25.000 lá phiếu cho trong Houston, và trong luôn tính luôn Harris County là khoảng 45.000 lá phiếu. Thì lần rồi ông thị trưởng ông đắc cử, ông chỉ có ông Bill King thua ông thị trưởng Turner chỉ có 500 lá phiếu mà thôi. Thì quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà một thị trưởng, một ứng cử viên ra để ra cái chức thị trưởng và mình muốn họ ủng hộ mình cái công việc nào đó thì mình cần phải làm cái gì? Phải đi ra bỏ phiếu thôi. Chúng ta có Đặng Hùng, có Vua Hùng, chúng ta có Đinh Tiên Hoàng, chúng ta có những cái tượng, những cái lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa sẽ dọc theo cái wall này. Đây là một cái chương trình mà tôi nghĩ là khi 5 năm về sau, mỗi lần những người Việt từ khắp phương xa tới sẽ viếng thăm cái quán này. Thì đây là một cái sự hãnh diện cho cộng đồng chúng ta. Nhưng được hay không, tùy theo cái lá phiếu của quý vị. Thưa quý khán thính giả, trong ngày đại hội khoáng đại đầu năm của cộng đồng người Việt quốc gia tại Houston và vùng phụ cận, chúng tôi rất là hân hạnh được tiếp chuyện với vị chủ tịch đầu tiên của cộng đồng chúng ta, đó là cựu đại tá Nguyễn Văn Nam. Dạ, xin kính chào cựu đại tá. Xin chào cô Phương Duy. Đại hội khoáng đại đầu năm thì họ có những cái phần mà tường trình tất cả mọi việc, trong đó có phần báo cáo về tài chính. Nhưng mà gần đây trong mấy tháng trước thì Phan Duy có nhận được một lá thư mà anh là một trong bốn người đứng ra viết cái lá thư đó và đòi hỏi phải có sự báo cáo rõ ràng trong vấn đề tài chính. Như vậy liệu có một cái sự nghi ngờ gì không về trong cái vấn đề chi tiêu tài chính của Hội đồng đại diện cộng đồng hiện tại? Nói về nghi ngờ thì tôi nói rằng không có đủ yếu tố để nghi ngờ, mà biểu là tin hoàn toàn thì cũng không tin được. Thành ra phải coi xem cái việc làm nó có sai suất gì không. Có khi sai suất một chuyện nhỏ thôi thì mình cũng nên bỏ qua, chứ còn không phải mình vết lát tìm sâu, vì con người đâu có ai là hoàn toàn đâu. Thành ra hôm nay cái đại hội khoáng đại này đó, tôi nghĩ rằng nó có ý nghĩa là vì mình xác nhận là việc làm nó đúng đắn hay không. Thưa cựu đại tá, một lần một câu hỏi nữa là trụ sở cộng đồng đã trả được hết nợ rồi, thì theo cựu đại tá, chúng ta có nên rời cái trụ sở này đi một chỗ khác có thể gọi là khang trang hơn hay không? Đúng là mình trả dứt cái này rồi, đó là một điều rất tốt. Mình thiếu nợ mình trả hết là tốt rồi, hết nợ rồi. Cái việc mà dọn đi đó tùy theo cái hoàn cảnh. Nếu mình thấy rằng cộng đồng mình bây giờ đông người nhiều quá mà cái chỗ này không thể chứa hơn 200 người được thì trong cái điều lệ khi bị kẹt mình cũng có thể dời chỗ khác. Mình dời chỗ khác thì có thể mình phát mãi cái này, lấy tiền bù qua kia, làm một chỗ khác tốt hơn mà tiện lợi hơn cho cộng đồng đến dễ dàng hơn thì cũng nên làm. Thưa cựu đại tá, là người chủ tịch đầu tiên của cộng đồng của người tị nạn của chúng ta cũng gần 30 năm rồi chứ không phải là ít, thì cựu đại tá thấy thế nào về cái việc làm của tất cả các anh chị đại diện cộng đồng hiện tại? Cộng đồng hiện nay tôi thấy rằng mặc dù có một vài chuyện rục rục nhỏ nhỏ bên trong thì tôi nghĩ rằng cũng nên anh em mình cũng nên xuống lại để mà giải quyết cho nó ổn thỏa, để mà có cái tiếng tốt mãi mãi cho cái cộng đồng của mình. Từ đời tới giờ, từ năm 1983 tới bây giờ, thời đại bây giờ, có tiếng tốt, không có tiếng xấu. Mặc dù có một vài cái chuyện lúc đục rồi sau cũng qua hết, nhưng mà cái việc hôm nay đó tôi thấy là quan trọng, vì trong giai đoạn này là giai đoạn đấu tranh rất nhiều cho tự do Việt Nam. Nếu mà cộng đồng mà thiên vị gì đó để mà làm sai mất đi uy tín của nó thì không thể nào mà đứng vững để mà yểm trợ cho bên trong nước được.
Thành thử ra tôi thấy vậy nên tôi mới nóng lòng đến đây để giúp ý kiến với anh em. Cái việc gì mà có lấn cấn về tiền bạc đó thì thường hay bị lộn xộn lắm, hoặc là làm chiếc tính không đàng hoàng hay là thiếu sót gì đó. Thành thử có sự lên tiếng chống đối. Chống đối đó không có nghĩa là phá hoại, chống đối là mà xây dựng thì cũng phải nên nghe. Vì thế nên hôm nay mình có cuộc kiểm tra lại đây để coi coi sự việc như thế nào. Còn nói rằng hội đồng giao thông lúc nào cũng có vụ lộn xộn xảy ra, nhiệm kỳ cộng đồng nào cũng có hết, cái đó cũng đúng vì nó có vấn đề tiền bạc đó. Tôi muốn rằng các anh em giới trẻ sau này làm việc rất tốt, hăng hái, đó là tốt nhất rồi, nhưng mà phải giữ cho đàng hoàng chút xíu để mình giữ cái điều tốt cho bãi bãi. Mình ở đây thật từ ra coi là tạm bợ nhưng cũng là tránh, vì đây là một cái trụ cột để mình đấu tranh cho trong nước. Thưa quý khán thính giả, vừa rồi là những hình ảnh buổi họp khoáng đại thường niên của Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại Houston. Ban đại diện cộng đồng tường trình tất cả những kết quả rất là phấn khởi. Phan Duy, Sài Gòn Network Television 51.3. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần phóng sự của chúng tôi và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự kỳ tới.